các bạn là chú mấy chấp mò nữa hả? Chấp mò hả? Chấp mò là sao? Có chấp mò ngàn chục là 10, vậy có 2 ngàn mấy trứng à? Dạ, quá rẻ luôn. Muốn lựa nào lựa luôn hả cô? Cảm ơn anh. Mà ngày nào cũng phải cười tươi chứ ăn gì? Cả năm luôn nha. Cười tươi cho mất. Chè mít. Rồi, đây là cái bờ sông rồi các bạn. Là cái lặt rồi ha. Cái này làm là đồ ăn nấu lẩu ăn cũng được nha các bạn. Wow, một cô đi bán tôm gồm. Tết mà bán thịt là đắt nhất thì à. Không phải là chúc cô ngày nào cũng cười tươi y chang vậy. Ngày nào cũng mua may bán đắt. Dạ. Tên YouTube của em là Chí Xe TV. Dạ. Bánh mì. Bánh à, bánh này bánh gì vậy má? Cái gà mà ngón tay út luôn nha. Con tôm nóng cong luôn đó, các bạn nhìn biết con tôm nóng cong luôn nha. Ủa anh quay vậy là họ cho loại tôm cá em hết trơn luôn hả? Dạ, chúc mà hy vọng là chúc của tôi nó thành sự thật. Nhưng mà đặc biệt đó là ngày nào cô cũng phải cười tươi chang vậy nha. Vô mà chiếc xe TV nè em coi coi. Dạ. Có gọi gọi chúng sớm đó nha. Tiền này là tiền của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang gửi tặng má. Lời có vài phân à. Lời 2 phân à. 2 phân vàng á. 2 phân vàng 24. Tiền này là tiền của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Con gửi bà, tiền này là tiền của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang này, gửi tặng cho bà. Chúc bà luôn nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi nghe, chứ không phải tiền của con nghe. Con chỉ là người trao tiền thôi, giống như con quay video vậy nè, rồi người ta xem được video của con đó, người ta tin tưởng con thì người ta gửi tiền cho con, nhờ con đi giúp giùm những cái mảnh đời khó khăn nào đó. Thì tiền nhiều thì mình cho nhiều, tiền ít thì mình trao ít. Chào mừng các bạn đến với kênh Chí Xe Lấy Chai. Chào các bạn, hiện tại Chí Xe đang có mặt tại chợ Long Mỹ. Chợ Long Mỹ này thuộc huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang các bạn. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết các bạn. Đây là quang cảnh phía trước của chợ Long Mỹ này các bạn. Đây là mặt tiền đường lộ 30 tháng 4 nha các bạn. Hiện tại thì chợ Long Mỹ này được lên được là thị xã Long Mỹ rồi nha các bạn, chứ không còn là huyện Long Mỹ như hồi xưa nữa. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe dạo một vòng xung quanh khu vực của chợ Long Mỹ này, xem cái dư âm của những ngày cuối Tết chợ Long Mỹ này như thế nào nha. Lùng nữa các bạn. Rồi. Bánh cam. Mua qua bánh đúc. Chuối với bồng bí. Con không biết cái này cái gì hả cô? À, hỏi tay nấu chè ăn hả cô? Cô có bán sừng sáo. Cái này mũ gòn không cô? Wow. Nước mát không? Dạ. Dạ. Cái này là cái gì hả cô? À, dừa nạo. Đúng rồi, đúng rồi. Dừa nạo. À, con chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ. Cô.
Dạ. Là dừa, chuối. Quá nhiều cái cây luôn. Xài mọi món cầu có. Bên trong đó là khu vực nhà lồng trong trung tâm nha các bạn. Giờ mình đi bên ngoài trước nha các bạn xem. Hỏi nữ hoàng luôn. Nấm gơm. Bắp nổ. Ở bên đây mấy cái bán tạp hóa các bạn. Tùm vuông. Quay chợ. Dạ, đi quay chợ. Wow. Năm ngàn hành lá anh ơi. Rau tập tàn nha các bạn. Dạ. Rau má. Tay tượng. Này ở nhà mình bẻ ra mình bán hả cô? Nhà mình mua đi mình bán lại ha. Ngày kiếm vài trăm cũng được ha. Dạ thôi. Em chú cô mua may bán đắt nha. Dạ. Quá nhiều khô. Khô gì cũng có. Wow, mấy cô đuối ngon quá nè. Nhiều khô, cái cô chủ bán khô bán đắt luôn nha. Anh bán khô hả? Khô cá khoai. Trầu cao. Cái này quay có chuyện gì vui không? Dạ, em đi làm YouTube cho người ta xem ở chợ quê mình đi ra làm sao. Cô chuyên bán trầu cao hả? Dạ, cô Năm bán trầu cao dạ. Ở Long Mỹ. Các bạn có tới chợ Long Mỹ có muốn sử dụng trầu cao thì tới đây ủng hộ cô Năm. Rồi, có ai mà làm mâm trầu rồi đó là cô dạ. Năm ủng hộ hết. Một ốp trầu vậy là mình bán nhiêu hả cô Năm? 20 ngàn. Mà ta lúc này chứ còn lúc qua Tết thì nó có 10 ngàn. Dạ, lúc trong Tết thì người ta sử dụng nhiều đó nó mắc hả cô? Dạ. Hay là cao, cao này để ăn trầu hả cô? Ăn mình bán trái hay bán chục? Chục nhiêu tiền cô? Chục thường 30-40 ngàn. Dạ, còn dôi nữa ha. Dôi thì 30 ngàn. Hãy thêm cao khô nữa kìa. Kèm thước xẻ nữa mới được chứ, mới đủ. Thì rằng cái nghề trầu cao này cái thu nhập nó cũng thấp các bạn. Thấp ít lắm mà. Dạ, nhưng mà cũng giờ rồi giờ mình làm chút chút vậy mình xài dạ. Vậy thôi. Nhưng mà nó cũng hiếm khi bắt gặp ở những cái khu chợ mà có người bán trầu cao. Dạ. Có những chợ là không có luôn. Hiếm lắm, hiếm người. Mặc dù lắm, nó thu nhập thấp nhưng đây là một trong những cái nghề cao quý mà giữ là cái truyền thống của ông bà ta ngày xưa. Trong mỗi cái lễ hội hoặc là cưới gả gì đó cần phải có mâm trầu. Dạ. Có miếng cao mà không có là không được đúng không cô? Dạ đúng rồi. Dạ, con chúc cô năm mới luôn luôn vui vẻ, dạ. Lúc nào cũng mua mai bán đắt. Rồi, dạ, cô cảm ơn con. Dạ. Con là YouTube Chí Xe TV. Rồi, dạ. Vậy là mấy ngày nó mới lên dạ. TV? Dạ chiều nay cô. Chiều nay là mấy giờ lên TV? Dạ 6 giờ. 6 giờ. Vô cái kênh YouTube của con. Nè. Dạ. Đài Hậu Giang phải không? Không, vô kênh YouTube Chí Xe TV. Có tên đó cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Rồi, bởi vì Năm hay lên coi lắm mà, dạ. Nhiều lắm. Mắm, cô đều ăn mắm rất là nhiều nha các bạn. Dừa mắm. À, cải muối.
À, bên đây cũng có khô luôn nha. Anh trai bán khô. Rất nhiều loại khô luôn. Cao hay gì nè các bạn. Tới khu vực dưới mấy sông luôn nha các bạn. Giờ mình không biết đi đường nào trước nữa nha. Bên phải, bên trái thôi, để mình đi mấy bên trái trước cho các bạn xem nha. Giờ mình tới khu vực chợ cá các bạn. Đậu bắp. À, cô. Cô bán mấy con cá lồng tông nè các bạn. Wow, hủ quà xinh mướt luôn. Sáng giờ mình bán được không cô? Cũng đã đỡ hả? Em ơi, chúc cô luôn mua may bán đắt. À, cảm ơn cô. Cá cơm. Dạ, cá lóc đồng. Trong Tết mình bán nhiều quá. Bán hết rồi, bán đắt quá luôn. Cá biển, mực. Wow, này tôm càng xong rồi nha các bạn. Cá chê đồng, cá lóc đồng luôn. Đặc biệt ở đây là đồ đồng rất là nhiều nha các bạn. Cá sặc. Cá rô đồng, cá sặc đồng. Wow, cá lóc. Đây mấy cô bán rau vườn, cây nhà lá vườn. Đùi gà. Không. Đây cửa hàng tập quan các bạn. Gô đồng hả cô? Gô đồng bây giờ cũng bị hiếm nha các bạn. Đặc biệt ở chợ này là cá đồng không? Vuông chứ cũng không phải đồng. Dạ. Cá này giờ mình bán chừng nhiêu ký hả cô? Ký bán 80 ngàn. 80 ngàn. Dạ. Quá rẻ luôn các bạn. Này cô làm sẵn rồi cô bán luôn nha các bạn. Dạ. Em chúc cô mua may bán đắt nha. Cô bên đây bán mướp, đậu, bắp tấu sẵn luôn. Sáng giờ cô bán đắt lắm rồi nè. Dạ, chúc cô mua mai bán đắt nha. Đó. Đậu bắp, 10.000 ký. 10.000 ký hả cô? Wow, quá rẻ luôn. Hủ quà 10.000 một ký. Này bán thịt heo các bạn. Chuối. Cười lên coi. Cười lên thì người ta quay YouTube. Wow. Một keo mấy em này con gì gắn điện đi. Gắn chung. Này sao tao bắt được nhiều anh? Này đặt dớn. Đặt dớn hả? Cái mình bán con à, bán ký anh. Nhiêu ký đặng?
ký 220 nha các bạn. Và nhìn keo luôn này, chắc cả trăm con nha, quá nhiều. Còn cua, cua biển bắn mực luôn, cá lóc đồng luôn. Chúc anh trai mua may bán đắt nha. Đó, một chị gái bán cá lóc đồng. Chắc giờ mình bán đắt không chị? Qua Tết người ta ngán thịt rồi, người ta đi tìm cá người ta ăn. À, chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Đó. Một trái dưa hấu 20.000 hả cô? 5.000 ký hả? Wow, quá rẻ luôn. Dạ Chí xe TV. Nè, tên này nè, thấy chưa? Dạ. Đó. Vậy là trái dưa hấu được 2 ký không cô? 2 kg 7, 13.500 đồng, quá rẻ luôn. Bí màu mướp, wow, 12.220 ký, bán đại luôn, cô bán hàng sẽ bán đắt luôn. Cá lòng tông, gạo nhúc, bắp mắm, quá nhiều mắm luôn. Bán cái gì giấu được, chứ bán mắm không có giấu được. Quá thơm. Wow, cá lóc. Mắm cá lóc này bị... Dạ đúng rồi. Sáng giờ cô bán được không? Được mấy trăm. Cũng đỡ nha. Dạ, ta đem theo ta ăn hả cô? Dạ. Mắm. À, mắm lóc, mắm sạc, mắm cá linh. Mắm cá linh bây giờ mình bán nhiêu ký hả cô? 80, còn mắm sạc 80, 70 cũng bằng bằng nhau ha. Còn cá lóc này 120. Dạ, năm mới em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng mua may bán đắt. Dạ, kênh YouTube của em Chí Xe TV nha. Dạ, gửi cô có rảnh thì cô ra đây xem. Dạ, dạ vô mạng. Đó, một trái bầu cắt gầm 2, mua nửa trái thôi, mua nguyên trái luôn. Một trái má bán nhiêu tiền má? Wow, có 10.000 đồng một trái thôi. 10.000 nấu ăn từ sáng tới chiều luôn. Giao nhúc, đổi 200. Đó, cô này cô bán ra lá mồng tơi, dưa leo, cà tím, bí đao. Sáng giờ mình bán được không cô? Cũng đỡ đỡ. Cô cười dễ thương, cô có cái răng vàng luôn. Hồi trẻ nhất định là cô đẹp lắm nè. Đã chừng 19-20 mà cô hồi xưa có cái răng vàng về mà cười một cái là mấy anh trai làng là đi theo là mỏi giò luôn. Sáng giờ bán chậm nhưng mà khen vậy cũng được. Dạ. Như cà gì là mình bán bao nhiêu tiền một ký hả cô? Có 10.000. 10.000, còn dưa leo? Dưa leo thì được 15. Dưa leo được 15. Dạ, bầu bí. Cái này cũng có 10 à. Đúng. Cái này ở nhà mình mang ra đây mình bán hay là mình mua đi bán lại cô? Cái này là mua, còn cái này là nhà. À, đu đủ là của nhà. Dạ. Cải cũng của nhà luôn. Cải cũng của nhà luôn. Mà bán chậm. Cải vậy mình bán nhiêu lọn hả cô? Trời ơi, bán 2 lọn 5.000 hả? Cái gì? Ừ. Wow. Cô bán 2 lọn 5.000 nè các bạn, có tin không? Và mà có nhiều sáng giờ chưa được. Dạ. Đó. Ờ,
sáng giờ kêu bán được luôn. Năm mới em chúc cô lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe, ngày nào cũng mua mai bán đắt, và đặc biệt là ngày nào cô cũng phải cười tươi y chang vậy. Dạ cảm ơn cô. Dạ đây là kênh YouTube nè, có buồn thì vô đây xem Chí Xe TV. Dạ mấy cô ở đây rất là vui, rất là thân thiện nha các bạn. Cái không cảnh ở đây là một cái chợ quê rất là bình yên các bạn dòm nè, có từ khóm ha, phải nói là đậm chất miền Tây luôn các bạn. Người nào cũng ngồi đây đội một cái nón lá nè các bạn, nhìn nè đó, thấy không, mấy cô ngồi đây ai cũng đội cái nón lá, cây nhà lá vườn. Dạ dạ vô bán với số luôn à. Đó rau dừa, đây là lọt nhãn lồng nha các bạn, nhãn lồng nè, rau mồng tơi nè, đây là rau tập tàng luôn, nghe lộn xộn nhiều thứ rau gọi là rau tập tàng nha. Đó. Rau càng cua có một chị đẹp, cải sống này cô bán có 5.000 thôi nha, cải này để làm dưa đúng không cô? Cải nó có tên gọi là cải gì cô? À cải đắng. Ở đây gọi là cải đắng nhưng mà có nơi thì gọi là cải chuột xài vậy nha các bạn. Đó. Dưa cải 15.000 ký, 15.000. Mình là làm ra, mình làm thành dưa xong rồi mình bán 15.000 ký hả cô? Dạ. Đó các bạn thấy không? Cái này mình làm nhà luôn hả cô? Dạ. Dạ, của nhà. Dưa cải 15.000 ký, 15.000 ký, cải sống 5.000. Dạ. Em chúc cô luôn mua mai bán đắt nha. Dạ. Kênh YouTube Chí Xe TV. Đây là chợ Long Mỹ, khu vực 5, phường Thượng An, thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang nha các bạn. Cá gồ ngập tràn cá đồng luôn các bạn ơi. 35. Trả 30 đi. 30 đi. Đó, cô này bán hàng nhất định là chút nữa là mua bay bán đắt luôn. Lẻ làng. Lẻ làng. Nhưng mà mình chỉ có 30 thôi. Dạ, có 30 thôi. Thêm nữa là mình không có tiền trả. Dạ. Quá nhiều ốc luôn. Ôi, một em cá gô nó chạy rồi cô ơi. Ốc này là ốc gì hả cô? Con vàng. Mình bán nhiêu ký hả cô? 40. 40 ngàn, mình lấy cái đầu nó ra rồi ha. Dạ. Về là ăn nó không bỏ. Dạ, quá rẻ luôn các bạn ơi. Đây có một cô bán nước ép trái cây luôn. Nước cam luôn. Ốc ác luôn. Sáng giờ mình bán được không cô? Cũng được lay gai. Dạ, em chúc cô ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Dạ. À, cô lặt lùng lục bình. Cái này gọi là rau mát hay lục bình hả cô? Lục bình. Cái này xào ăn cũng được, nấu canh chua ăn cũng được nha các bạn. Em hồi nhỏ em hay hái cái này ăn lắm nè. Ở đâu ở lại dạ, em ở bên Vĩnh Long. Dạ. Mình lặt ra như vậy mình bán bao nhiêu một ký hả cô? Ba giá tiền hả? Ôi nhìn đẹp quá các bạn, giống hồi nhỏ mình chơi bán bánh mì á. Cũng lấy cái lục bình này nè, chẻ ra rồi lấy lạt xưởng làm thịt. Cắt sắt ra. Cái này mình bán cỡ 20 ngàn không cô? 15. Cái này 15. Cái này 20. Cái này là 25. À, các bạn mà nếu ở thành thị các bạn nhìn các bạn không biết đâu. Nhìn tất cả đều giống nhau hết. Nhưng mà chỉ có người miền Tây quê tôi mới phân biệt được cái nào ngon, cái nào dở. Cái nào non, cái nào già nha. Cái nào cũng ngon rồi, dạ. Bự cái nhỏ thôi. Chứ dạ. Đó, ở đây còn có cái ngó trong đây luôn nha các bạn. Cái này ăn giòn lắm, mình về làm dưa ăn cũng được nha các bạn. Còn mấy cái này thì mình là chỉ nấu canh chua nè, mình xào nè. Canh chua mà canh chua phải cơm mẻ nha. Rồi thêm với ốc đắng nữa, nấu canh chua ăn là rồi thôi.
người thành phải làm gì, biết ăn mấy món này hả cô? Dạ, chị ở dưới sông nó trôi xong là mình hái mình bán thôi các bạn. Dạ, em chúc cô năm mới tràn đầy sức khỏe, lúc nào cũng mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn cô. À, ở đây cô bán cà, bán anh trai bán thịt heo. Đây mua bán khu vực ngay bờ sông luôn các bạn. Các bạn nhìn nè. Đó, thấy cảnh sông nước vùng quê Long Mỹ. Cho các bạn xuống mấy sông coi nha. Đây có mấy con gà đen, có trứng gà luôn. Quá đẹp. Đó. Có một cô bán mứt dừa luôn, còn dư âm của những ngày Tết. Đi quay lên chứ vậy? Dạ, đi làm YouTube cho mọi người xem cái chợ quê mình nó ra làm sao. Đó. Trứng đi chú ơi. 4.000 một trứng hả cô? 24.000 chục. À, vậy có 2.000 mấy trứng à? Dạ, quá rẻ luôn. Cũng lựa nào lựa luôn hả cô? Em mưa quá đông. Dạ. Dạ, đó. Bên đây nữa. Một trái mít. Chuối. Đây là cái bờ sông này các bạn. Cái gì không biết nữa. Cô ơi cho em hỏi cái này cái gì hả cô? Cù nèo gừng lá xéo. Cù nèo gừng hả? Thành ra cái cọng nó ốm hơn cái cù nèo của mình hả cô? Cái này người ta ăn cũng giống như cù nèo của mình là hả cô? Dạ. Cù nèo gừng lá xéo nha các bạn. Nó có mắc tiền hơn cù nèo mình không cô? Không, lậu chỉ có 5.000. Và cũng vậy ha các bạn. Cô còn có bán cái gì nè? Gà muống. Ai? Cô này hả? Và chồng cô mà nghe, chồng của cổ mà nghe được là buồn lắm à. Không. Cái này mình tự mình tìm được ở trong quê mình đem ra đây bán hả cô? Học nha các bạn. Có ba con cá lóc nhỏ nha. Rồi mấy con cá rô đồng. Và dễ thương quá ha các bạn. Đúng là người đậm chất miền Tây luôn các bạn. Đó, cô cũng quá cá chê nữa. Đây, năm mới em chúc cô luôn tràn đầy sức khỏe. Lúc nào cũng mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn cô. Lời 5.000 cũng không chịu luôn hả? Ngồi lặt, chị ngồi lặt hết cái mâm này cỡ tiếng hồ không? Em muốn biết nào rồi. Cả tỷ con trong đây nè. Em hết dở. Nè thấy không? Nhỏ trên mặt kia cả cọng kim nhang nhỏ ăn cọng kim nhang luôn nha các bạn. Con nhỏ được không bỏ? Vậy. Ai đi nhỏ mà ai đi. Mười ba cho. 13 là 130 kg hả? Mà chả bả chả 120 hả? Cái này đựng ký không? Dạ. Cái này được đâu được. Thì có mấy ngàn, 1.000, 2.000 chứ nhiêu, bán đi. Không được, không có đựng ký không ơi, có 1.000, 2.000 hả? Dân ơi, nghe nè, muốn ký thôi vậy. Để gom mấy bà này lại, căng luôn. Bán luôn, dặn dìa luôn. Có mấy con ếch nữa. Ếch bự không kìa. Ờ, ếch bự không, không. Rồi. Cô bên đây. Cô bên đây còn có mấy con cá đồng. Đây cái bắp chuối. Wow, đóng cá bóng luôn. Này chắc tôm tôm sông nè. Tôm sông hả cô? Dạ, tôm sông anh. Dạ. Cá bóng bây giờ mình bán được nhiêu ký rồi cô? Dạ, 118 nha. Dạ, 118. Cũng một trong đặc sản của miền Tây sông nước. Cá bóng thấy nhỏ nhỏ chứ mắc tiền lắm nghe các bạn. Cũng tương đương với thịt bò, mắc hơn luôn á. Đó.
giờ nó ăn thịt này thịt kia, nhiều khi người ta sợ bệnh hoạn, nhưng mà ăn cá này là không sợ luôn nha. Dạ, em chúc cô mua may bán đắt nha. Có một cô cười quá trời đẹp luôn. Hello. Hello mấy cô bán cá. Cá đồng luôn, có một em cua bé xíu luôn mà. Cá đồng, cá đồng, cua đồng không anh ơi? Dạ, cá đồng. Ngập tràn đồ đồng. Dạ. Người ta cũng đồng luôn. Dạ, đồng luôn. Đậm chất miền Tây. Dạ. Đó. Rồi đầu năm chúc mấy cô ở đây luôn mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, YouTube Chí Xe TV. Ở đâu anh? Vĩnh Long nè cô. Nè, Chí Xe nè. Có người xuống quay á ha. Dạ. Dạ, Chí Xe TV nha. À, cô này cô cười sảng khoái quá. Chán việc chắc cô bán đắt nè đúng không? Đắt, sáng giờ má không lấy. Hè gì cô cười gỗng gỗng luôn. Dạ, mà không kịp luôn. Xong ở phía sau lưng cô này gọi là xong gì hả cô? Xong mà xong Hậu Giang hả? Xong Long Mỹ. À, xong xong Long Mỹ. Dạ, xã Long Mỹ, ở huyện huyện Long Mỹ. Thị xã Long Mỹ. À giờ lên thị xã Long Mỹ rồi. Dạ. Wow. Cá gô tôm tích luôn, cá gô con. Tép chấu luôn. Tép chấu. Con tép này nè, có nhiều tên gọi lắm nè. Có 5 6 tên gọi gì đó. Tép, có người tép mồng, tép ruộng, tép đất rồi lụm la hết trơn á. Tép mò nữa hả? Tép mò, tép mò. Tép mò hả? Tép mò là sao? Mới tép mò. Dạ. À nói tôi có nói bậy bạ tao quýnh phụ mỏ. Tao quay mua đi ăn à. YouTube Chí Xe TV. Em ở Vĩnh Long. Quay giùm nuôi giùm em đi. Dạ. Đâu cái cô kia đâu rồi? Có mặn cá gì kìa. Quay quay hết chứ không quay trong phân bị kìa. À, đẹp quá là giống à, vậy kia chị trốn rồi. Cá lóc đồng. Đồ đồng không nha bạn. Một điều đặc biệt là ở chợ này là toàn là cá đồng không. Quá nhiều các bạn giờ nè. Gặp tràn cá đồng. Cá chê, cá mè lọc kiến các bạn. Có từ khúm được khúm kế bên sông này là mát lắm đó các bạn. Cá rô bả ngon. Cá chốt. Dạ. Cá rô bả ngon lắm hả? Cá rô bả nào ngon? Cá rô bả ngon. Cá rô bả mè ngon. Qua giờ quay lên rồi. Em không có biết tại em mới đi tới đây em nghe chị nói cá rô của bả ngon lắm. À. Chốt Chí Xe TV nha. Dạ. Dạ, chúc mấy cô ở đây năm mới và vui vẻ, lúc nào cũng mua may bán đắt. Dạ. Dạ. Rồi mình đi một trở lên các bạn. Rồi mấy cô bán gà vịt rồi các bạn. Đó. Hết luôn. Thối lại 400. Thêm 70 thì là có 30.000 bịch cá thôi. Cá lóc đồng. Mấy con này chắc con nuôi rồi các bạn. Nãy giờ mới thấy cái chỗ cá nuôi nha. Hồng vịt. Trứng cút. Các loại trứng luôn. Các bạn có muốn ăn trứng thì tới đây. Trứng gì cũng có. Chiều nay chúng đập đắt luôn. Leo leo luôn. Có nhiều trái cây, dưa sữa.
bữa nay tao phá lệ chờ ngay rồi nha. Tao cháu vé rồi đó. Quá nhiều luôn. Quà bồn bồn. Cái này năng á, bồn bồn hả cô? Năng. Năng gì có tên gọi không cô? Năng gì là bột. Năng bột hả cô? Bột. Năng bột hả? Để vô nó bột á hả? Để vô cái năng bột. Nó treo lại sọp lại hả? À năng bột. Cái này là cô đang lặt gà. Thôi năng bột tai. Cô lặt không còn nhìn luôn trời. Mình bán bịch ra bán ký hả cô? Ký gì 50. Là cái lặt rồi ha. Cái này làm đồ ăn nấu lẩu ăn cũng được các bạn. Nhúng giấm hay chúng mắm gì ăn cũng được cái. Dạ. Má nhiêu tuổi rồi má ngồi chợ má bán má? 73 tuổi. Wow, má 73 tuổi má còn ngồi bán mắm. Nhiều mắm quá. Chúc má với cô năm mới càng đầy sức khỏe và lúc nào cũng mua mai bán đắt. Dạ, con cảm ơn. Tôm càng, quá nhiều tôm càng luôn các bạn ơi. Đặc sản miền Tây sông nước. Cá tôm. Tôm, cá, cua. Giò gà. Cá thác lát nè các bạn. Còn có mấy con cua đồng nữa nha. Wow, một cô đi bán nấm gơm. Cá hè. Tôm thẻ. Cá rô đồng. Sáng giờ mình bán được không cô? Sáng giờ bán đắt không? Ăn cũng lai gai lai gai. Qua Tết rồi người ta ngán thịt rồi, người ta đi tìm cá, tìm tôm người ta ăn. Lai gai rồi, dạ. Nhiều quá đó. Dạ. Năm mới chúc cô dồi dào sức khỏe, ngày nào cũng mua mai bán đắt. Cảm ơn anh. Mà ngày nào cũng phải cười tươi chứ ăn gì. Cả năm luôn nha. Cười tươi cho bán đắt. YouTube Chí Xe TV. Dạ. Rau củ luôn. Bánh tét, bánh ít. Quá nhiều nhìn thấy thèm chưa? Bánh tét dừng mỡ luôn nha. Một cái bé. Má đang gọt khóm. Nấu canh chua tới đây gặp má. Má là đủ đồ canh chua cha. Dạ chọn bao hàng đủ combo luôn. Cuốn mè có mè, cuốn khóm có khóm. Cà chua đậu bắp, bạc hà, bông súng, xo đũa, giá, rau ôm. Đủ hết luôn. Sáng giờ má bán được không má? Dạ qua Tết rồi ta ngán thịt rồi, ta đi đây ta đổi món canh chua. Dạ con chúc má năm mới dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng mua quay bán đắt nha. Dạ. Dạ. 20 năm rồi hả má? Má năm nay má nhiêu tuổi rồi má? Bữa nay là má 71 nè. Bữa nay đủ 71 rồi.
Dạ, một trái khóm như vậy là má bán nhiêu tiền má? Trái khóm này 15 ngàn. 15 ngàn. Đây 2 ngàn. Dạ, con cảm ơn má. Đây cả chục quế. Bên đây, ngập tràn hải sản luôn. Mực, tôm, quá nhiều. Tôm, cá. Đây thì mấy cô bán tập quá các bạn. Đồ chai nha, có năng bột nữa các bạn, bột mấy cái nấm kim chi, nấm đùi gà và giá bún vậy các bạn. Ếch, lươn, chuột, gì mực, có mấy con cá chép quá trời bự, con này to lắm nha các bạn. Wow, nhìn nè, con này cỡ 3-4 kg vậy, đặc sản miền Tây sông nước. Ồ, quá trời luôn các bạn. Bên đây thì cô chuyên bán thức ăn chay nha các bạn. Dừa mắm. Các bạn có tới chợ Long Mỹ này muốn ăn chay thì ra phía sau. Có một cô chuyên bán thức ăn chay. Chúc cô luôn mua mai bán đắt. Dạ. YouTube của em là Chí Xe TV, có rảnh thì cô xe cho đã buồn. Trời, có cô mà đâu chắc không có các bạn không thấy gì. Chứ thấy mấy người hoài gì. À. Đi chơi, đi du lịch, đi chùa, đi đặt hoài. Đi đây là gạo, cũng các bạn. Ôi trời này rộng lắm nha các bạn, đi chắc cỡ 2 tiếng à. Thôi đang ăn quá. Bán vé số, bán cà chê với cô bán vé số nha các bạn ơi. Chợ quê tôi. Wow, một đống cá bóng luôn. Đó. Cá này chắc cá dù đếm rồi các bạn. Mình cho các bạn xem cá dù đếm này nha. Đó, cá gô đồng. Cá dù đếm trên chỗ cái màn đó các bạn nhìn kỹ, nó có cái đếm nha. Đó, mình phân biệt được cá dù thường với cá dù đếm. Đó. Cá tai tượng, hết. Đây thì mấy cô bán gạo nè các bạn. Cô đang lặt dưa kiệu nha. Ở đây còn có củ kiệu gạo sống. Chân gà, đầu gà, thơm bạc. Quá nhiều. Quá nhiều luôn. Dạ, YouTube. Chí Xe TV. Chuyên bán đùi gà. Chí Xe TV. Các bạn có tới chợ Long Mỹ này, có muốn ăn đùi gà hay mua cánh gà về chiên giòn gì cho con cháu ăn thì tới với chợ Long Mỹ, phía sau chợ Cặp Bờ Sông. Có một anh trai đẹp trai chuyên bán đùi cánh gà. Chúc anh chủ mua mai bán đắt. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Đó, bên đây thì có cô bán bún nha. Bún. Bên đây má bán bánh dân gian nè các bạn. Má ơi cho con ba đi bánh dân gian nha. Bánh da lợn. Bánh mì. Bánh à, bánh này bánh gì vậy má? Bánh ướt. Bánh ướt. Bánh ướt, bánh lá. Bánh tây yến, bánh cam đường, bánh cam mặn. Dạ, sáng giờ má bán được không? Dạ, năm mới con chúc má dồi dào sức khỏe. Ngày nào má ra đây cũng mua mai bán đắt. Dạ. Đó. Có một cô chủ xinh đẹp chuyên bán dạ với bún đó. Dạ, chúc cô chủ mua mai bán đắt nha. Bánh ít, bánh tét các bạn, đủ các loại bánh nha. Ồ, mắm luôn nha. Bà khía, bà khía này mình mua nhiêu ký hả chị? Bà khía này mình mua nhiêu ký hả? 1.2 cấp 2 là chưa trộn nha các bạn. À, nếu là trộn rồi thì mắc hơn.
quế, chả cá, quá nhiều luôn nha, quá trời đặc sản luôn, còn là hải sản cũng nha, đó thì mực nè, đó, cá bóng. Các loại cà phê mắm, dừa mắm và kia đây nhà đồng khu vực bán chợ cá các bạn, nhưng mà điều mấy cái sạp đang cũng nghỉ rất nhiều các bạn. Ở bên này bán cái gì nè, chao, dừa mắm. Cá lóc. Thơm mực. Mực, cua, tép, tôm sú. Cá này cá gì hả cô? Cá hè. Cá hè, quá nhiều. Chúc cô chủ luôn mua mày bán đắt nghe. Đây gà vịt heo nha các bạn. Bên đây có cá lóc nè các bạn. Tép rồng. Rau củ. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ Chí Xe với các bạn. Cá bóng kèo. Wow, con cá dồ bự quá. Có cá chim luôn nha, cá chim này đi sống luôn các bạn. Không biết nước ngọt hay nước mặn nữa nè. Nó còn đốm ngớp luôn nè các bạn. Tôm kèo. Wow. Tôm bị đầy trong nước có gì nha các bạn. Loại chim nè. Cái càng bằng ngón tay út luôn nha. Con tôm đóng gông luôn đó, các bạn nhìn biết là con tôm đóng gông luôn nha. À, cá tôm tôm sông nha các bạn. Có một cô bán thịt heo quay. Vịt gà. Này bưởi da xanh. Này bưởi da xanh đúng không? Quá đẹp. Còn cành cuốn như thế này đẹp quá các bạn. Quá đẹp luôn. Bên này thì không có lá nha. Này cũng da xanh giống nhau luôn hả cô? 25k 1 kg. Này là cái gì đèn xì vậy ta? Xăm hả cô? À, xiên sáo. Củ gòn, hột é, cái này uống mát lắm. Yeah. Chúc cô chủ mua bay bán đắt nha. Dạ. Dạ, xin chào củ gòn bán đắt. Cái cô đó có bán thịt heo, bà cô cười dễ thương quá các bạn. Đó. Mình lại mình quay cái cô đó cho các bạn coi nha. Đó, có một cô bán thịt heo. Sáng giờ cô bán đắt không? Đó, Tết mà bán thịt là đắt nhất. Dạ. Yeah. Mới chúc cô ngày nào cũng cười tươi y chang vậy. Ngày nào cũng mua mai bán đắt. Dạ. Tên YouTube của em là Chí Xe TV. Dạ. Chí Xe TV. Dạ, cảm ơn cô. Thôi mình tiếp tục các bạn. Này có mấy cô bán chè. Xin chào mấy cô. Cô bán chè đậu đỏ, tàu hũ luôn, bánh lọt luôn, bánh lọt luôn. Sáng giờ cô bán được không? Bán cũng được. Bán cũng được. Tết rồi, người ta ngán rồi. Còn cô bên đây là bán giò heo. Dạ. Yeah. Mấy cô cười tươi là sáng giờ nhất định mấy cô bán được rồi nè. Dạ. Yeah.
Em chúc hai cô ngày nào cũng mua may bán đắt. Dạ, YouTube Chí Xe TV. Dạ. Đây thì mấy cô bán đồ gãy á các bạn. Có tương, chao, đậu, ớt. Đó. Đó, cô bán cá, ngàn cá biển, tôm tép. Wow. Cái này là còn dư âm của những ngày Tết rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy còn cái chữ viết, cái chữ dán chữ phước không? Chữ dưa không? À. Còn dư âm còn lại rồi nha. Trái cây rất là nhiều. Ở đây là mấy cái tiệm tạp hóa ha các bạn. Gà mũ. Đẹp quá. Cái gì cũng có nha các bạn. Ồ, cô có cô bán khô. Khô mực, khô cá đù, tôm khô. Khô cá lù đù anh ơi, chứ không phải là khô cá đù. Thì nói tắt thì cho mau. Em đố anh cái con này con gì? Con cá lóc với con cá gì? Cá lóc gì? Thì con cá lóc là con cá lóc với cá lóc gì? Con cá lóc gì? Nuôi hay là đồng? Ai biết? Cá lóc chợ. Ừ, cá lóc chợ. Ừ, ở ngoài chợ. Là cũng sai nữa đó. Đó, ngoài chợ. Ừ, cá ngoài chợ. Chị nói gỗng gỗ mà sáng giờ chị bán được không? Em bán tỏ nhiêu đi hết rồi đó. Hay quá, giỏi quá. Em bán ngày là có 40 ngàn anh ơi. Trời ơi, dạ. Nè, nó có cô bán thịt heo lại mua cá lóc ăn luôn. Trời ơi. Sao ký 400 dữ vậy? À, ký 40, chục ký 400. À. Thôi. Cô này bán được không? Bán bây giờ ấy nè, mấy gặp toàn cả. Giờ cá lóc đổi với thịt, đổi với cô mực. Đổi qua lấy lại. Dạ. Đó, thấy không? Có một cô. Ủa, tưởng đâu là ghé đây cô. Thôi năm mới em chúc hai cô tràn đầy sức khỏe. Lúc nào cũng mua may bán đắt. Dạ, chúc mà hy vọng là chúc của tôi nó thành là sự thật. Nhưng mà đặc biệt nữa là ngày nào cô cũng phải cười tươi trang vậy. Em nói cho anh ấy đắt tiền bạc của người miễn là mình cười mình vui vẻ. Dạ, đây là danh thiếp của em, Chí Xe TV, kênh YouTube. Rảnh vào đây xem nha. Dạ, em gửi cô. Vô mà Chí Xe TV nè em coi coi. Dạ. Có gọi gọi chúng sớm mới nghe. Ừ, sớm anh có không? Gì đi bán số trong to luôn hả? Bị ta biến mà. Ta biến hả? Thì xin vô đây đứng đi, để đứng ngoài xa đó cản trở xe lại đây. À. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ 54. 54 tuổi rồi hả? Anh ở xã nào? Em đi xã Long Mỹ. Xã huyện Long Mỹ. Đi xã Long Mỹ luôn. Ở đây xã luôn hả? Dạ. 54 anh bị tai biến hả, lâu chưa? Dạ 3 năm rồi. 3 năm rồi hả? Đi bán giấy số hả? Em không có mua giấy số. Không mua giấy số à? Chí Xe TV. Dạ. Gửi tặng anh 200 ngàn. Dạ. Tiền này là tiền của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở huyện Long Mỹ này gửi tặng cho anh. Chúc anh năm mới dồi dào sức khỏe, hy vọng anh mau lành bệnh. Em là người chỉ chuyển tiền thôi chứ không phải tiền của em. Có cảm ơn là cảm ơn ông Nhỏ và bà Nga. Dạ, cảm ơn anh Nhỏ và chị Nga. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ, dạ. Anh có mua số chứ em mời anh mua số. Dạ, em không có mua gì số. Mày đã chờ đến chưa?
Có một cô bán vé số này các bạn. Cô cô bán vé số hả? Cô nhiêu tuổi rồi? 73. Wow, nhà cô gần đây không? Cô đi, con thấy cô đi xích xích vậy? Bị khớp á hả? Dạ. Con không có mua vé số. Con gửi cô 200 ngàn. Tiền này không phải là tiền của con nha. Tiền này là của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở xã Long Bình, huyện Long Mỹ, ở huyện nhà mình nè. Và gửi tặng cho cô, chúc cô dồi dào sức khỏe. Dạ, cảm ơn ông Nhỏ với bà Nga. Cảm ơn ông Nhỏ với bà Nga. Dạ, cảm ơn con. Dạ, tôi gửi cho hai tờ vé số. Dạ, thôi, con không có vé số. Rồi, cảm ơn cô, được rồi cô. Dạ. Đây bán thao nè các bạn, bắp luôn. Bán vé số má? Má nhiêu tuổi rồi má? 70 rồi ha. Ngày má bán chuyện nhiêu tờ? 200. Ở đâu cậu? Ở gần đây hả? Gửi cho má 200 ngàn. Tiền này là tiền của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Gửi tặng má, chúc má dồi dào sức khỏe và luôn luôn may mắn đắt. Má có cảm ơn thì cảm ơn ông Nhỏ bà Nga. Cảm ơn ông Nhỏ bà Nga nhiều nha. Cô già 70 tuổi rồi, cái này là cái lộc đầu năm, mừng mừng lắm mà cậu. Dạ. Dạ, cái địa chỉ của ấp Bình Lợi, xã Long Bình là có lẽ cô biết gần đây mà phải không? Dạ, đây cô ở thị trấn, ở hai thị trấn. Dạ. Con chỉ là người đại diện trao tiền thôi chứ không phải tiền của con. Cô cậu cũng cho cô gửi lời chúc mấy cái người làm phước thiện gì nè, sức khỏe dồi dào. Bệnh gì cũng hết lúc đầu năm. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Bán nha. Dạ dạ. Dạ. Nón giày dép. Quá nhiều trái cây luôn. Mận, vú sữa, xoài, chôm chôm, trái cây gì cũng có. Việt Nam. Wow, quýt đẹp quá. Sáng giờ cô bán được không? Dạ, cũng lai gai à, chú ơi. Cô cười tươi quá là cô bán đắt rồi. Dạ, chúc cô ngày nào cũng mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn. Dạ.
thuốc ghê, thuốc hút luôn nha, của ông bà hút từ xưa các bạn. Bây giờ thuốc này thì mấy người lớn tuổi mới hút, còn giới trẻ thì ít có hút lắm các bạn. Vì đó thì trong cái khu vực ăn uống đó các bạn. À, đây đó là khu vực ăn uống nha. À, có một cô bán bánh dân gian, bánh bò, bánh lá, bánh ướt, bánh cam, bánh và lợn. À, sáng giờ cô bán được không? Bán có được đâu, bèo lắm á chợ. Sao vậy? Cô đâu có bán bánh bèo đâu rồi. Sao nó bèo vậy? Không bán bánh bèo mà nó bèo vậy đó. Dạ. Cô bán bánh cam hả? Bánh cam như thế này một bánh là nhiêu tiền? 3.000. Hai bánh bớt chút đỉnh không? Không bớt mà bo thêm đi. À đù, bớt 5.000 đi. Không. Ba bánh là 10.000 hả? Ừ. Ủng hộ cô ba bánh luôn. Bánh cam nào? Bánh cam có đường á. Ba bánh là 10.000 luôn, cái này đường quá đường luôn, ăn vô đi tiểu đường luôn. Tiểu đường, yeah. Tiểu không tiểu đường này tốn 3.000. Dạ, thôi năm mới em chúc cô tràn đầy sức khỏe, cảm ơn luôn. Luôn mua may bán đắt. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cô bán đây là bán quần, bán áo, bán giày tất các bạn. À, có anh trai bán củ khoai, một anh trai bán củ khoai, ăn anh trai ba cái bánh cam ăn lấy thảo đầu năm, đừng có từ chối nha, từ chối là mất cái lộc, cứ nhận đi, từ chối mất lộc đó, rồi Tết người ta tặng mình là may mắn lắm á. Dạ. Dạ, để ra cho em nhỏ cũng được. Bắp. Ở đây thì có cô bán cam. Đừng quay cô bán dao hả? Dạ, cô bán cam ngồi tuốt xa quá. À, cái cô này kêu tôi quay cái cô bán cam. À, đừng có quay cổ. Rồi. Dạ. Miếng ấy thì có em điện chị. Không có là không có thì đứng luôn. Rồi, năm mới chúc mấy cô mua mai bán đắt. Dạ. Này bán xài các bạn, xài cam. Mua quýt đi bán rẻ cho. 35.000 á cô. Biết sao không xài thì căng nó chổng nó hơi cao á cơ. Xài tại mình mua. Bán lời meo chứ đâu có lời nhiều, lời nhiều bán đâu chạy hàng. Đâu. Là phải rẻ thì lời có vài phân à. Lời 2 ba phân à. 2 ba phân vàng á. 2 ba phân vàng 24. Phân vàng. Ơi, phải nói gì được mừng quá. Dạ. Sáng giờ mình bán được đắt hả cô? Bán được. Dạ. Xài này gọi là xài gì hả cô? Xài tứ quý. Tứ quý, tứ quý mình bán nhiêu một ký? Bán cho nó 18.000 nó không la là. Nó còn trả giá nữa hả? Trả giá. Thôi năm mới em chúc cô lúc nào cũng vui, lúc nào cũng khỏe. Dạ. Và ngày nào cũng mua mai bán đắt. Ngày nào cũng bán đắt hơn. Dạ, cảm ơn cô. Chí xe TV nha. Dạ. Chừng nào có phát anh? Dạ chiều nay. Có kênh YouTube Chí Xe TV. Có một ông già tía. Tía bán cái số tía. Bán số Hậu Giang chiều nay. Tía còn đi được không mà tía ngồi xe la xe này vậy? Hả? Tía còn đi được không? Rồi hai chân đi không được. Xuống đứng cái là chút té liền. Chút té liền hả? Phải đi. Tía nhiêu tuổi rồi tía? 91. 91 hả? 91 tuổi. 91 tuổi. Bữa mới đây nè, mới Tết rồi này là trên tỉnh xuống phát cái bằng khen với cho được triệu bạc. Phát cái bằng. Chứ ra ông 91 tuổi không còn chảy gì gì là ok rồi. Đi thì không được. Nhưng mà gì được khỏe rồi có sức. Đi. Đứng thì được. Gửi tí 200.000 uống cà phê với con nha. Rồi cảm ơn cô chú. Năm mới chúc chú phát tài.
Tiền này là không phải tiền của con nha. Tiền này là tiền của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Gửi tặng và xã cho chú. Rồi, cảm ơn, gửi lời cảm ơn cô ông Nhỏ và bà Nga. Dạ, con chỉ là người chuyển tiền thôi chứ không phải tiền của con. Dạ. Con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú nhiều lắm nha. Dạ. Dạ. Con quay phim. Không mua, không mua. Này bán heo đất. Quá đắt luôn nha các bạn. Quần áo. Dài quá dài luôn. Cái cây bên đây nhà bán rau củ rồi các bạn. Con. Bánh tráng, bánh phồng. Đây thì bán mùng mờ nệm nữa các bạn, gói rồi. Cây bánh bao lũ câu được câu nhóc chân các bạn. Mua bán trái cây nhìn mầm trái cây quá đẹp luôn, quá đẹp. Dạ, YouTube của con là Chí Xe TV. Chí Xe TV. Tôi không thấy đâu nè, cô cầm luôn đi. Tôi buồn, cô vô đó kênh YouTube cho cô xem. Dạ. Vô đây là coi. Dạ, con chúc cô luôn mua may bán đắt nha. Dạ. Trái cây. Ở đây cũng có cái nhà lồng nữa các bạn. Bán gì đủ các mặt hàng nha. Bán giống như bán tạp hóa các bạn. Nhà bông, đường, bột ngọt, lum cái gì. Tiệm sửa đồng hồ, miếng chung. Bán quạt máy các bạn, giỏ sách luôn nha, nhiều thứ lắm. Bên đây thì bán
giày dép, đồng hồ. Đây là cái khu trung tâm thương mại các bạn. Ghe chợ mới này cho cũ rồi vậy các bạn. Cầu đắt quá nè. À, hết biết đường bán luôn rồi, rớt tiền luôn. Lập YouTube lại hết biết đường gấp bội luôn. YouTube ta. Dạ, YouTube tên gì? Chiếc xe TV. Chiếc xe TV à? Ừ. Thì bán băng cầu đắt không? Bán băng cầu cũng lai gai. Chiếc xe TV buồn rồi đây xem chơi. Ừ. Bán cũng lai gai. Có hoàn cảnh khó khăn kìa mà nữa giới thiệu cho. Dạ. Giúp người ta đi. Mảng cầu sim hay mảng cầu ta? Cái này mảng cầu sim. Cầu sim nhiêu 1 ký? Mảng cầu sim 40k. 40k 1 ký. Ờ đúng rồi. Mua nhiều thì tính 35k. Dạ, mua nhiều tính 35k. Ừ. Dạ thôi. Cái này tại xứ măng cầu luôn. Các bạn có muốn ăn măng cầu thì tới đây với chợ Long Mỹ. Ừ, 35. Gặp một chị đẹp chuyên bán măng cầu tại ngã ba đường, ngã tư đường. 35k một chút chị ngày nào cũng mua mai bán đắt. Ừ, dạ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Quá nhiều trái cây luôn các bạn. Trái cây vỉa hè. Quá nhiều mận luôn. Trái cây các bạn, quá nhiều. Gầu dừa không nghe các bạn. À, gầu làng, gà tập tàn. Quá nhiều ớt luôn. Chị đừng có cười. Rồi nó xuống nè nghe là không cười làm sao mà nói chuyện được. Dạ. Có cười có lóc đó. Cô này có cười tươi lắm kìa. Sáng giờ cô bán đắt lắm đúng không? Đắt mà trong cái không có đắt. Còn mỗi thứ là không có mỗi này nào. Dạ. Wow. Nhiều thứ. Các bạn muốn ăn tôm, ăn cá lóc siêu to khổng lồ, có cá biển nữa thì tới đây ủng hộ cô chủ xinh đẹp.
chúc cô năm mới dồi dào sức khỏe, ngày nào cũng mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn cô. Chí xe TV, chí xe TV nha. Wow, kinh bảy bàn nhiều tiền lắm luôn rồi. Đó, một đống tiền luôn, kinh bảy bàn là trăm mấy chục ngàn luôn. Tiền nhiều quá làm gì hết con? Dạ con đi mua đồ. Con nói đi, hồi chú lì xì cho con. Con cứ nói nhiều nhiều vô. Nói nhiều vô. Mẹ suối nha, mẹ suối. Dạ, con có này cháu. Cháu à. Em bắt cá mà làm dẫn con ha. À. Quay con có này dẫn con làm gì? Chơi vào. À thù. Cũng ít dữ ha. Cà bông. Cà chốt. Quá nhiều. Cô này có bán được không mà cổ buồn hiu vậy không biết. Cái gì vậy? Sáng giờ bị tăng xong rồi. Tăng xong dạ. Đi quay cái chợ quê mình cho bà con người ta xem. Cái này quay nào? Kênh YouTube Chí Xe TV. Chí Xe TV. Nè để lên đi. Dạ. Vô cái kênh YouTube đó đó xem. Đó, giờ đêm. Bà nhiêu tuổi rồi? 80 hả? Đợi bà đi lụm cái gì vậy? Bà ở gần đây không? Ở tới HB á. HB bà nội nón lên đây để cho nó trời nắng. Bà 80 tuổi hả? 80. Dạ. Đừng đi lụm nữa. Cảm ơn cậu. Cậu ơi. Nè. Con tặng bà uống cà phê. Cậu ơi. Thôi cậu cho tôi 5.000, 3.000 thôi, có bà nhiều, giữ. Tôi thiếu nợ nhiều. Không có nợ, cái này không phải tiền của con đâu. Bà cầm đi, con gửi bà, tiền này là tiền của ông Trần Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Nga ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang này. Gửi tặng cho bà, chúc bà luôn nhiều sức khỏe. Dạ, sống lâu trăm tuổi nghe, chứ không phải tiền của con nghe. Con chỉ là người trao tiền thôi, giống như con quay video vậy nè. Rồi người ta xem được video của con đó, người ta tin tưởng con thì người ta gửi tiền cho con. Dạ. Nhờ con đi giúp giùm những cái mảnh người khó khăn nào đó thì tiền nhiều thì mình cho nhiều, tiền ít thì mình trao ít. Dạ. Chứ không phải là tiền của con. Cảm ơn cậu nhiều nha. Cảm ơn thì cảm ơn ông Nhỏ với bà Nga. Dạ, ở xã Long Bình á, trong ấp Bình Lợi á. Chứ không phải tiền của con. Bây giờ không mà không nhớ à. Dạ dạ, dạ được rồi. Dạ, dạ chúc cụ luôn khỏe mạnh nha. Dạ. Rồi có đi đứng đi từ từ thôi nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Con cảm ơn bà. Rồi bỏ vô túi thì đừng nó bay á. Trời trời lên chứ nó bay cũng đi á. Không có ngồi được. Đây là trong trung tâm nhà lòng này các bạn. Này bán bông các bạn, bông quà.
ngay đầu đường, ngay đầu nhà lập nhà chợ, quán cà phê rộng lắm nha các bạn. Tới đây đưa người nhà mình đi chợ, mình dừng ở đây mình uống cà phê mình chờ luôn. Dạ chí xe TV. Chí xe nhân ái ạ. Chí xe. Chí xe TV. Dạ. Tôi lên đài rồi ấy. YouTube. Kênh YouTube Chí Xe TV. Anh chạy xe hả? Ồ. Các bạn có đổ đi ngang đây có muốn đi xe ôm thì gặp hai anh xe ôm đẹp trai. Chuyên chạy xe ôm ở góc chợ Long Mỹ. Dạ, Long Xê. Long Mỹ mình là lên thị xã Long Mỹ hả anh? Nhà Long Xê. Chúc hai anh năm mới luôn dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng nhiều khách để chạy nha. Cảm ơn hai anh nhiều quý. Chiếc xe cũng đã quay giáp cái khu vực chợ Long Mỹ rồi nha các bạn. Và mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe với nha.